Xin chào bạn, chào các bạn trở lại kênh Thủy Tinh. Video này tôi sẽ hướng bạn cách thực hiện hàn reset của vụ crack ốc và trạng thái xuất xưởng ban đầu của con máy Redmi Q3 Pro 5G bằng phím cứng nhé. Đây, mã NRMX205. Trước khi thực hiện thì các bạn phải sao lưu ảnh, danh bạ, video, tin nhắn, những thứ bạn cần thiết vào thẻ nhớ, bộ nhớ máy tính hoặc đám mây. Vì khi thực hiện xong thì máy sẽ xóa toàn bộ, mất hết dữ liệu mà không thể khôi phục nhé. Để thực hiện, đầu tiên ta sẽ tắt nguồn. Ta sẽ đè giảm âm lượng này, volume down nhé. Đè volume down này, giảm lượng và nút nguồn. Lên logo ta thả nguồn vẫn giữ giảm nhé. Rồi, thả nguồn vẫn giữ giảm nhé. Rồi, lên bước này thì các bạn chọn vào tiếng Anh nhé. Nếu máy bạn hỏng cảm ứng, các bạn sử dụng thang giảm, di chuyển và nguồn để chọn vào. Tôi chọn là Direct này. Ta chọn vào Wi-Fi Data. Ta chọn vào Format Data. Nhập code 1936 này. Xóa nhé. 1936 này. Format. Rồi bây giờ các bạn ấn OK và đợi 3-5 phút nhé, máy sẽ khởi động lên. Sau khi bạn đợi 3-5 phút thì máy sẽ hiển thị như này. Ta sẽ chọn vào tiếng Việt đây hoặc tiếng Anh tùy các bạn nhé. Ở đây ta tôi đã đọc và đồng ý đây, tích vào đây, ấn tiếp theo. Tiếp theo này, đồng ý này, đồng ý này. Kết nối wifi các bạn bỏ qua này, mở khóa thì các bạn để sau. Đây, nếu bạn bị cái tài khoản hay tạo ID bạn kích hoạt thì bạn liên hệ Zalo mình đây nhá, mình gửi máy về đây mình xóa cho bạn. Rồi này, sau cái này bạn bỏ cập nhật cả đêm đi. Tiếp theo này, tiếp theo này, tiếp. Chào mừng các bạn, ấn bắt đầu. Ở đây ta ấn bỏ qua trên này nhé. Nếu bạn chưa biết thì bạn học, tìm hiểu, sử dụng ngay. Xong, vừa rồi mình muốn giúp bạn là hàn reset của vụ crack ốc về trạng thái xuất con máy Redmi Q3 Pro 5G. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ, video đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.